đối với ẩm thực việt nam bột gạo là một thành phần không thể thiếu trong rất nhiều món ngon bột gạo được sử dụng rất phổ biến từ miền bắc tới miền nam miền bắc có phở là món ăn thanh lịch bún huế đậm đà hủ tiếu miền nam thơm ngon dù là miền nào thì những thức ăn làm từ những sợi gạo cũng quen thân với tất cả người việt nam bún là thức ăn làm từ bột gạo là một nguyên liệu thành phần chủ yếu để biến thành nhiều món ăn quen thuộc trong ẩm thực Việt Nam qua các món như bún thịt nướng, bún mộc, bún chả Hà Nội, bún thang, bún riêu, bún mắm, bún măng vịt, vân vân. Trong các gia đình Việt Nam tại hải ngoại thì đa số người Việt của chúng ta thường sử dụng bún khô được nhập cảng từ Thái Lan hay Trung Quốc vì khó có thể tìm mua được những loại bún tươi như tại nước nhà. Tuy nhiên, hiện nay trên thị trường phần lớn tại vùng Đông Bắc Hoa Kỳ thì chúng ta đã thấy một sản phẩm bún tươi mới xuất hiện trong dạng bao plastic trông rất đẹp mắt, đó là Kana Noodles. Sau một thời gian khá dài để hoàn chỉnh hệ thống máy, quy trình sản xuất và công thức, Kana Noodles đã thành công với những sản phẩm bún tươi thơm ngon như ngày hôm nay. Kana Noodles là một công ty có trách nhiệm quan tâm đến sức khỏe của người tiêu dùng bảo đảm mức độ tươi ngon an toàn trong từng sợi bún. Bên cạnh những thiết bị phục vụ cho việc sản xuất tuân thủ theo các quy định của Sở Y tế Hoa Kỳ để đưa ra thị trường loại bún ngon, sạch vì việc chọn nguyên liệu là gạo để sản xuất đóng một vai trò rất quan trọng. Kana Noodles đã chọn các loại gạo được sản xuất ngay tại Hoa Kỳ để bảo đảm sản phẩm được an toàn và thơm ngon. Những loại gạo phù hợp để cho ra những loại bún bánh phở dẻo dai trắng tinh, đặc biệt là không sử dụng những chất hóa học. Gạo sau khi được cho vào máy vo sạch rồi ngâm trong nước. Trong thời gian ngâm gạo thì nước được thay mới thường xuyên. Gạo ngâm xong được đưa vào máy xay nhuyễn. Nước bột gạo xay lại được đưa vào máy thủy phân tinh bột để lấy ra hết nước và cán thành bột. Bột gạo lại tiếp tục đưa vào máy nhào trộn trong nước sạch thành dung dịch lỏng, rồi đưa qua máy hấp và cho vào khuôn có dạng ống dài, phía đầu khuôn đục các lỗ tròn nhỏ lớn tùy theo các loại bún hay bánh phở. Trước khi bún được đưa qua một đường hấp khép kín, những sợi bún được kiểm tra đều đặn từ nhiệt độ đến phẩm chất. Sau đó, bún sẽ tiếp tục đưa vào quy trình làm ráo và cân lượng. Để bún được bảo đảm vệ sinh và an toàn sau đó thì được đưa vào tủ lạnh 24 tiếng. Và sau cùng là đóng gói cho vào máy bao kín chân không toàn bộ các sản phẩm được Kana Noodles sản xuất với các tiêu chuẩn cao nhất để bảo đảm khách hàng luôn hài lòng. Bún làm tại Kana Noodles là loại bún ngon, có màu trắng ngà của gạo, không bị bở mà da dẻo tự nhiên, sợi bún tươi không rã nát trong nước, không có vị chua, mặn, cũng như không sử dụng chất tẩy. Trong quá trình sản xuất ở bất cứ phần nào của Kana Noodles, đều giữ sạch sẽ đúng kỹ thuật được thực hiện khá nghiêm ngặt là yếu tố làm thành những gói bún thơm ngon bảo đảm phẩm chất vệ sinh an toàn và tiện lợi sản phẩm của Kana Noodles đều đạt tiêu chuẩn của fda gồm ba loại bún tươi sợi nhỏ bún bò tươi sợi to và bánh phở tươi Kana Noodles là một cơ sở bảo đảm sản xuất những sợi bún theo quy trình sản xuất sạch nên người tiêu dùng có thể yên tâm sử dụng Kana Noodles sử dụng nguyên chất từ hạt gạo tinh khiết kết hợp với kỹ nghệ hiện tại tạo ra sợi bún tuyệt hảo. Những sản xuất của Canadorders luôn được giữ ở nhiệt độ lạnh từ 35 đến 38 độ F. Giờ đây, chuyện ăn uống đã trở nên dễ dàng hơn khi có Canadorders. Chỉ cần 2 phút cho bánh phở tươi, 3 phút cho bún tươi và 7 phút cho bún bò tươi, có thể giúp cho quý vị dễ dàng thưởng thức những món bún những tô phở hay hủ tiếu thơm ngon ngay tại nhà mà không cần phải ra tiệm. Cơ sở Kananudos tại 5240 Highway 96, Suite 107, Gainesville, North Carolina 27596. Quý vị có thể liên lạc trực tiếp Kananudos qua số điện thoại office tại 919-324-8053 hay cell phone 919-264-6287.